Xin chào các bác đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp hải phòng.com, và em là Kiên xe đạp. Và trong video này em sẽ làm một cái video review cho các bác dòng xe, một cái dòng xe đạp của một cái hãng rất là nổi tiếng, đó là hãng Giant. Và Giant dòng xe touring. Touring của Giant thì nó có rất là nhiều loại, FCG hay là Gian Escape. Escape thì cũng có nhiều loại như là Escape SL, Escape R3, Escape City. Và trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một dòng Escape SL2. Đó cũng là cái dòng bán chạy nhất của Gian, và trong cửa hàng em thì cũng là từ trước đến giờ mà các cái dòng Escape SL2 thì cũng là bán chạy nhất. Nhưng mà từ trước đến giờ thì em đã review rất là nhiều cái chiếc Escape SL nhưng mà là màu trắng. Và trong những ngày gần đây thì cửa hàng em có về một cái chiếc xe Gian Escape SL mà màu đỏ. Thì trong video này thì em sẽ cùng các bác review trải nghiệm cái chiếc xe đạp Gian Escape SL2 màu đỏ này. Vâng, và bây giờ em sẽ quay camera này. Và như các bác thấy trong khung hình của chúng ta đây là chiếc xe đạp Gian Escape SL2 màu đỏ. Toàn bộ khung của chiếc xe thì được làm bằng chất liệu nhôm. Dây của chúng ta là được dây là âm sườn luôn, dây âm sườn. Dây âm sườn chất liệu nhôm. Theo em đánh giá thì cái lớp sơn của chiếc xe này rất là mới. Vâng, và như các bác có thể nhìn thấy là trên khung của chúng ta thì là có cái dòng chữ là Gian Escape SL2, và size của nó là size XS. Size của xe này là size XS. XS thì phù hợp cho những người cao từ 1m60, 1m58, 1m60 cho đến 1m72 là phù hợp. Nhìn chung thì chiếc xe tổng quan thì sơn còn khá là đẹp. Đằng trước của chúng ta có một cái bộ đùi đĩa 3 tầng. Đi kèm đó là một cái bộ gạt đĩa là của Shimano và mang dòng sản phẩm là Tourlay. Shimano Tourlay TX. Đằng sau của chúng ta thì có một cái bộ chuyển động cũng Shimano Tourlay TX đi kèm luôn. Và đi cùng với đó là một bộ líp thả 8 tầng. Bộ líp thả 8 tầng của Shimano. Đằng sau của chúng ta thì chúng ta có phanh đĩa. Phanh đĩa, và ở đây là được trang bị phanh thủy lực dầu luôn, có hiệu của Techo các bác nhá. Phanh này cho cái độ ăn rất là tốt, và phanh dầu Techo thì cũng là một cái hãng khá là tốt và được trang bị, được hãng Giant tin tưởng lựa chọn trang bị trên chiếc xe, hầu như là rất nhiều chiếc xe của trong cái công ty của mình. Yên của chúng ta cũng là yên nguyên bản có chữ Gian. Càng đằng trước của chiếc xe này là trang bị càng nhôm, mối hàn to này. Các bạn thấy mối hàn to. Càng gần như là không có vết xước, rất đẹp, rất mới luôn.
Bên trên tay của chúng ta là bộ phanh dầu này, ghi đông thẳng, tay chuyển số là Shimano, Shimano Tourlay. Bên tay phải là ta chuyển số 8 tốc độ. Về líp ở đây và ấn lên líp ở đây. Và bên tay trái là chuyển 3 tốc độ của đĩa. Về đĩa ở đây và ấn lên líp ở đây, ấn lên đĩa ở đây. Và tay bằng. Tổng thể của chiếc xe. Về phần sơn của xe thì em thấy là sơn là khá là mới, gần như là không có vết xước to. Phanh đằng trước thì cũng trang bị phanh Techo. Vâng, và như vậy em đã làm xong cái clip đánh giá chiếc xe đạp Giant Escape màu đỏ SL2 và xe được bán tại cửa hàng xe đạp haiphong.com. Quý vị quan tâm đến chiếc xe đạp thì có thể inbox Zalo cho em theo số 0975 709 943. Em là Kiên Xe Đạp. Và ngoài ra thì quý vị quan tâm đến các cái xe đạp khác thì ở trên Facebook quý vị hãy ấn kết bạn với em qua Facebook Kiên Xe Đạp. Còn nếu ở trên YouTube thì quý vị hãy ấn đăng ký kênh và ấn like video để ủng hộ em làm những video tiếp theo. Ngoài ra em có bán đồng hồ sách tay từ bên Nhật cũ đã qua sử dụng ở trên nick Facebook và trên kênh YouTube là Kiên Đồ Cũ. Các bác có thể quan tâm đến đồng hồ đeo tay thì các bác có thể tìm trên Facebook là Kiên Đồ Cũ và YouTube là Kiên Đồ Cũ để xem các cái video và các cái mẫu đồng hồ đeo tay của Nhật Bản nhé. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt ạ.